thần tài tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng chủ tịch Kim bất ngờ thăm trao lộc cho khách hàng và cán bộ nhân viên. Đúng sáng mùng 10 tháng Giêng Quý Mão ngày vía thần tài, Madam Nguyễn Thị Phương Thảo và chủ tịch hội đồng quản trị HD Bank Kim Bê Dông Hô đã bất ngờ đến thăm các cán bộ nhân viên của chương trình phúc lợi Movi, HD Sai Son, HD Bank Phú Nhuận, Trung tâm Công nghệ, Công viên đổi mới sáng tạo công nghệ HD Bank và Học viện Vietjet tại khu công nghệ cao Thủ Đức. Tôi rất bất ngờ khi đang làm việc mà chủ tịch Kim đích thân đến thăm hỏi và lì xì. Điều này càng thêm ý nghĩa khi chủ tịch đến đúng vào ngày thần tài. Hy vọng sẽ có một năm mới đầy may mắn, thịnh vượng, một cán bộ nhân viên chi nhánh HD Bank Phú Nhuận không giấu được niềm hân hoan cho biết. Những khách hàng đang giao dịch tại HD Bank Trung tâm Kinh doanh sáng mùng 10 cũng bất ngờ khi nhận được lộc may mắn từ Madam Phương Thảo. Trước đó liên tiếp từ ngày mùng 6 đến mùng 8 Tết Quý Mão 2023, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Phạm Quốc Thanh và ban lãnh đạo HD Bank cũng đã dành nhiều thời gian thăm hỏi, chúc Tết cán bộ nhân viên ngân hàng HD Bank tại nhiều phòng ban, chi nhánh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Madam Nguyễn Thị Phương Thảo trong ngày vía thần tài đặc biệt này, với cái duyên kinh doanh tuyệt vời của chị khiến nhân viên truyền tay nhau chị là vị thần tài có duyên mang tới những điều tốt lành, may mắn. Vì vậy, các cán bộ nhân viên càng thêm háo hức chờ được nhận lì xì từ chính tay chị. Hoặc may mắn hơn nếu được chị xông đất thì càng phát tài, hạnh phúc. Chủ tịch Kim dường như cũng nhẹ vía không kém Madam khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình với những kết quả kinh doanh và tài chính của HD Bank tốt nhất từ trước tới nay. Đoàn còn thăm công viên đổi mới sáng tạo công nghệ, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, dự kiến đi vào hoạt động vào 30 tháng 4 năm nay. Không chỉ quan tâm nâng cao thu nhập và phúc lợi của cán bộ nhân viên HD Bank, với tưởng thưởng năm 2022 tốt nhất trong nhiều năm qua tương xứng với kết quả kinh doanh vượt trội, trong ngày vía thần tài Xuân Quý Mão, HD Bank cũng dành tặng bất ngờ cho các khách hàng giao dịch online. Theo đó, khi khách hàng đặt lệnh mua vàng online thành công, sẽ có ông thần tài ôm thỏi vàng SJC9999 xuất hiện ngay trên app HD Bank chúc mừng phúc lộc đầy nhà, vạn sự hanh thông. Từ ý tưởng tuyệt vời của nhân viên HD Bank, khách hàng đang có thêm trải nghiệm thú vị với app 5 sao của chúng ta.